Rầm rộ loạt tin nhắn nghi vấn KSCM âm thầm bảo vệ rắc trước bê bối, nói về cả chuyện năm xưa. Liên quan đến drama tình ái của rắc, dù tất cả mọi người trong cuộc đều lên tiếng, vụ việc cũng dần lắng xuống, song dân cư mạng vẫn ngày càng hóng những chi tiết mới. Và một lần nữa, đồng nghiệp cũ của rắc là KSCM lại bị réo gọi vào ồn ào này. Tối ngày 17 tháng 8, trên mạng rầm rộ đoạn tin nhắn nghi vấn là của KSCM nhắc đến rắc những chuyện năm xưa. Cũng như ồn ào gần đây của rắc, theo nội dung trong đoạn tin nhắn, người được cho là KSCM cho biết bản thân đã chịu đựng nhiều năm và muốn chứng minh với khán giả tài năng âm nhạc. Đáng nói, KSCM được cho là bày tỏ mong muốn mọi người bỏ qua cho rắc vì đó có thể là sai lầm tuổi trẻ, để người bạn cũ này sống trách nhiệm hơn đối với người thân. Dù nhân vật này đã được chủ bài đăng che tên đi, nhưng ngay bên dưới bình luận, rất đông người hâm mộ gọi thẳng tên rắc và đặt nghi vấn KSCM bảo vệ cho bạn cũ khi được hỏi về lùm xùm tình ái chấn động Vbiz. Trước đó, KSCM cũng vô tình bị réo vào lùm xùm của rắc, dù khoảng thời gian diễn ra sự việc, anh tập trung hầu hết thời gian cho các hoạt động âm nhạc. Tuy nhiên, nam producer cũng đã nhanh chóng lên tiếng trên trang cá nhân. Vào cuối năm 2019, sau khi rắc rời khỏi công ty KSCM vì được cho là bị bóc lột sức lao động, ăn chặn cắt xê, netizen đã lên tiếng bênh vực ca sĩ đến từ Bến Tre, ném đá dữ dội, thậm chí là kêu gọi tẩy chay sản phẩm của KSCM. Hiện tại, bài đang được chia sẻ, bình luận trên các hội nhóm chuyên về showbiz. Tuy nhiên, nội dung đoạn tin nhắn vẫn chưa được xác nhận, tất cả hiện chỉ là nghi vấn. Chúng tôi đang liên lạc với phía KSCM để xác minh. Bạn nghĩ sao về đoạn tin nhắn này? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng tôi biết nha. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để liên tục cập nhật tin tức giải trí mới nhất.